suy thoái đa dạng sinh học đã và đang diễn ra trên toàn cầu với một tốc độ và quy mô ngày một cao. Việc mất sinh cảnh và sự chia cắt sinh cảnh là những mối đe dọa chính tới sự đa dạng sinh học. Mất sinh cảnh được gây ra bởi nhiều nguyên nhân như sự mở rộng của hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị hóa, việc xây dựng các công trình thủy điện, phá rừng và khai thác mỏ. Các nhà khoa học cũng cho rằng sự nóng lên của trái đất cũng khiến các sinh cảnh bị biến đổi trên diện rộng. Cái chia cắt sinh cảnh là một trong những thách thức lớn đối với bảo tồn đa dạng sinh học. Có rất nhiều các loài động vật cần cái vùng sinh cảnh lớn để có thể là sinh sống một cách tự nhiên. Tuy nhiên là do các cái nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội, việc làm đường cũng như là phát triển nông nghiệp, nó làm cho cái sinh cảnh này nó bị chia cắt và từ đó dẫn đến cái nguy cơ các cái loài này bị tuyệt chủng. Chia cắt sinh cảnh được xem như là một sự chuyển đổi trên diện rộng, mà ở đó các vùng sinh cảnh liên tục được chuyển thành những mảnh nhỏ hơn và bị chia cắt nhau. Quá trình này sẽ hạn chế mối liên hệ giữa các quần thể động thực vật trên một vùng rộng lớn. Các loài thú lớn ăn thịt điển hình, các loài linh trưởng có nguy cơ cao bị tuyệt chủng do thiếu nguồn thức ăn, thoái hóa nguồn gen hoặc biến động của môi trường. Chia cắt sinh cảnh cũng dẫn tới thay đổi cấu trúc của toàn bộ quần xã sinh học, dẫn đến sự thay đổi tính ổn định của hệ sinh thái, đồng thời phá vỡ các quá trình quan trọng của hệ sinh thái như giao phối, thụ phấn, phát tán hạt, tương tác giữa vật săn mồi và con mồi cùng chu trình dinh dưỡng. Cái tạo ra hình dạng lang đa dạng sinh học cho các loài, đặc biệt là những cái loài đặc hữu và những loài có cái sinh thái rộng như là loài vượn hoặc là những loài như voi, hổ, thì cái quy hoạch cái hành lang đa dạng sinh học là một vấn đề hết sức cần thiết. Nhiều năm qua, chính phủ đã cho phép thành lập các khu bảo tồn loài, bảo tồn sinh cảnh, bảo tồn thiên nhiên hay các vườn quốc gia nhằm duy trì sự đa dạng sinh học, góp phần quan trọng việc bảo tồn loài, bảo vệ hệ sinh thái bền vững. Thì các vườn quốc gia và khu bảo tồn chính là những cái bể carbon rất là lớn, thì đóng một vai trò rất là lớn và nhằm đóng góp cho cả cái phần cộng nữa liên quan đến không phải chỉ carbon đâu mà bảo tồn đa dạng sinh học. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng bản thân những khu bảo tồn này là không đủ để đảm bảo cho chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học lâu dài. Bởi lẽ, có nhiều loài, đặc biệt là loài phân bố rộng như linh trưởng, thú ăn thịt lớn, chim, côn trùng, cá, sống trong những khu bảo tồn bị chia cắt hoặc quy mô diện tích nhỏ đã hạn chế quá trình tìm thức ăn, nước, bạn đời hoặc lẩn trốn kẻ thù. Khi những sinh cảnh này tiếp tục bị suy thoái, chia cắt và cô lập hơn, tỷ lệ tuyệt chủng tại đó ngày càng gia tăng nhanh hơn. Ví dụ như là các cái sinh cảnh của voi, voi là cái lượng lớn và cần cái sinh cảnh rộng lớn. Tuy nhiên là khi bị dồn ép vào những cái diện tích nhỏ thì dễ xảy ra cái xung đột giữa voi và người. Vì thế, việc xây dựng và kết nối các hành lang đa dạng sinh học giữa các khu bảo tồn là giải pháp nhằm cải thiện sự kết nối giữa các sinh cảnh. Các hành lang đa dạng sinh học sẽ tạo ra không gian liên kết giữa các khu bảo tồn, cho phép các loài thực vật và động vật phát tán, di cư và thích ứng với những áp lực của thiên tai, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu, tác động của con người một khi có thay đổi điều kiện sinh cảnh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phải xây dựng hành lang đa dạng sinh học, từ năm 2011, ba tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế đã được chọn triển khai dự án hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mekong mở rộng, gọi tắt là dự án BCC. Kinh phí thực hiện đều từ vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Mục tiêu của dự án là nhằm phục hồi và duy trì tính liên kết của hệ sinh thái trong khu vực, đảm bảo hệ sinh thái rừng bền vững
và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Trung Trường Sơn. Cách đây 20 năm, chúng tôi đã hỗ trợ thành lập và các cái hành lang đa dạng sinh học, mở rộng và thành lập các cái khu bảo tồn thiên nhiên mới. Song song với đó là các cái sáng kiến quản lý rừng dựa vào cộng đồng, phát triển các cái mô hình bền vững, chứng chỉ rừng FSC để tăng cái độ che phủ rừng, cũng giống như kêu gọi nói không với vấn đề tiêu thụ động vật hoang dã trái phép, góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân. Tại tỉnh Quảng Nam, dự án xây dựng quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học đã được triển khai giai đoạn 2 trong 5 năm từ 2018 đến 2022 nhằm kết nối 3 khu bảo tồn loài sinh cảnh sao la với khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh và khu bảo tồn voi nằm trên địa bàn 13 xã thuộc 2 huyện Tây Giang, Nam Giang của tỉnh Quảng Nam. Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học kết nối 3 khu bảo tồn loài và sinh cảnh có diện tích khoảng 123.000 hecta, trong đó diện tích bảo vệ nghiêm ngặt là khoảng 93.000 hecta, trong đó diện tích đất sản xuất là 23.000 hecta. Mục tiêu của dự án là nhằm kết nối sinh cảnh, tăng cường chất lượng các hệ sinh thái trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì độ che phủ rừng 69%, bảo vệ sinh cảnh cho một số loài quý hiếm như sao la, trà vá chân nâu, chân xám, vượn má vàng, voi và nhiều loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ. Chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về 3 khu bảo tồn nằm trong hành lang đa dạng sinh học ở Quảng Nam. Khu bảo tồn loài và sinh cảnh sao la có diện tích gần 16.000 hecta, nối liền với khu bảo tồn loài và sinh cảnh sao la Thừa Thiên Huế và vườn quốc gia Bạch Mã, tạo ra một vùng sinh cảnh rộng lớn. Toàn bộ khu vực này nằm trong hành lang đa dạng sinh học của khu vực Trung Trung Bộ và nối với Lào. Điều này cho thấy vùng bảo tồn rộng lớn này là địa điểm tốt nhất đối với sự sinh tồn của loài sao la, đồng thời là một cơ hội tốt cho các loài động thực vật quý hiếm khu vực Trung Trung Bộ. Từ khi thành lập khu bảo tồn giờ là qua những cái đợt giám sát và đánh giá lại của các cái chuyên gia nước ngoài thì người ta thấy rằng là cái sinh cảnh của sao la là nó phục hồi, nó đang tốt lên và sự cái tần suất xuất hiện của một số loài nó cao dần qua những cái đợt giám sát. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức lễ công bố quyết định thành lập khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi ở Quảng Nam tại xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi có diện tích gần 19.000 hecta, có nhiệm vụ bảo vệ sinh cảnh quan trọng cho một trong những quần thể cuối cùng của loài voi châu Á đang nguy cấp tại Quảng Nam, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Trong khi đó, năm 2000, khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh được thành lập. Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh là một trong 10 khu rừng đặc dụng có diện tích lớn nhất trong hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam với diện tích khoảng 7.000 hecta rừng tự nhiên liên tục. Qua nghiên cứu, khảo sát tại khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh đã thống kê được 899 loài thực vật bậc cao có mạch, trong đó có 51 loài thực vật và 22 loài thú, 12 loài chim, 23 loài bò sát, 4 loài lưỡng cư và 12 loài cá trong sách đỏ Việt Nam. Điển hình như vọc trà vá, vượn má vàng, mang lớn, mang trường sơn, gấu, trào mào, chích chòe lửa, chỉ sao. Khó khăn lớn nhất trong việc xây dựng và kết nối hành lang đa dạng sinh học ở 3 khu bảo tồn này, đó là khu vực hành lang sinh thái, cũng là nơi sinh sống bao đời của đồng bào các dân tộc ở Quảng Nam. Việc sống xen canh, xen cư tại các khu vực hành lang vô hình chung đã tạo đường chia cắt sinh cảnh giữa các hệ sinh thái rừng. Thì cái sinh cảnh nó cũng bị phá vỡ, nó cắt ngang đi cái lối đi của cái lồ thú, nó đang đi thì bây giờ mở con đường đi ngang qua,
thì lộ thú nó sẽ rất bị rối loạn trong cái sinh hoạt bình thường của nó, kể cả tiếng động cũng như vậy. Và nếu mà khai thác phá rừng thì nó mất đi sinh cảnh, mất đi cái nơi cư trú, thì nó ảnh hưởng các cái loài hoang dã rất là nhiều. Bên cạnh đó, việc sản xuất nông nghiệp dựa vào đất nương rẫy là chủ yếu, cùng với tập quán săn bắn, bẫy bắt, thu hái lâm sản đã tác động nhất định đến rừng và đời sống của các loài động thực vật. Việc phát triển đô thị, du lịch sinh thái thiếu kiểm soát trong các khu vực hành lang đa dạng sinh học cũng ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt, vùng di cư, di chuyển của các loài. Cái áp lực trong cái thay đổi cái đất lâm nghiệp nó đang gia tăng. Ví dụ như chúng ta có thấy cái hiện tượng đang trồng keo rất nhiều, xâm lấn đất rừng tự nhiên để trồng keo hoặc là làm nương rẫy, hoặc là cái việc mà chúng ta xây dựng các cơ sở hạ tầng dọc đường biên, tất cả những cái yếu tố như vậy đang ảnh hưởng. Nguy hại hơn, tình trạng phá rừng, đốt rừng, cháy rừng đã tạo một khoảng trống sinh thái lâu phục hồi và sự sụt giảm nhanh chóng về số lượng loài, dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái, đặc biệt là để lại những dư chấn xấu, khiến nhiều loài động vật rời bỏ vĩnh viễn ngôi nhà của mình mà không hẹn ngày trở lại. Để giải phần nào bài toán hài hòa giữa sinh kế bền vững của người dân gắn với trách nhiệm bảo vệ rừng, bảo vệ hành lang đa dạng sinh học, tỉnh Quảng Nam đã lồng ghép việc quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học với các chính sách phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương thông qua các nguồn ngân sách, trong đó có nguồn quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Từ năm 2012, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng mô hình quản lý bảo vệ rừng theo nhóm hộ với diện tích giao khoán khoảng 21.000 hecta. Mỗi hộ gia đình được nhận khoán bảo vệ 30 hecta rừng. Mỗi 1 hecta sẽ được hỗ trợ 400.000 đồng mỗi năm. Nếu các hộ nhận trồng rừng bổ sung sẽ được hỗ trợ 1,6 triệu đồng trong 3 năm đầu. Với nguồn thu nhập từ việc nhận khoán bảo vệ rừng, nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc đã có điều kiện cải thiện sinh kế, tránh xâm hại vào rừng. Bên cạnh việc xây dựng hành lang đa dạng sinh học tại địa phương, tỉnh Quảng Nam còn thực hiện quy chế phối hợp vùng giáp danh với các tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng và biên bản ghi nhớ trong phối hợp quản lý bảo vệ rừng vùng biên giới với tỉnh Sê Công, Lào, nhằm kết nối hành lang đa dạng sinh học và tạo môi trường sinh cảnh rộng lớn hơn cho việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn loài. Thì toàn bộ cái hệ Trường Sơn này thì đang được kết nối trở thành một cái hành lang, và chúng tôi cũng đã làm việc với các bạn Lào của tỉnh Sê Công để kết nối sang phía Sê Công giữa hai địa phương có cái mối quan hệ phối hợp với nhau để cùng thiết lập một cái hành lang bảo vệ an toàn đa dạng sinh học từ Huế qua đến Sê Công, Quảng Nam lên Kon Tum. Thì hiện nay công việc đang được tiến hành rất khẩn trương. Cái việc kết nối cái hành lang đa dạng sinh học giữa Việt Nam với các nước láng giềng là rất quan trọng, bởi vì thông qua những cái việc kết nối này thì cái hiệu quả của cái hành lang đa dạng sinh học sẽ được nhân lên rất nhiều. Năm 2014, Chính phủ đã ban hành quyết định số 45 về quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó đã quy hoạch hành lang đa dạng sinh học trên toàn quốc với 7 hệ thống hành lang bảo tồn đa dạng sinh học. Hệ thống hành lang đa dạng sinh học toàn quốc sẽ kết nối 40 khu rừng đặc dụng trong cả nước, phân bố rải đều trên các hệ sinh thái quan trọng của Việt Nam. Các hệ thống này sau khi được thiết lập sẽ góp phần giải quyết những vấn đề cơ bản về suy thoái đa dạng sinh học do chia cắt sinh cảnh và biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong tương lai. Việc thành lập và triển khai hiệu quả hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Quảng Nam trong khuôn khổ dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mekong mở rộng có ý nghĩa lớn về tăng cường chất lượng công tác quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng hệ sinh thái, độ che phủ rừng, đồng thời có ý nghĩa thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về đa dạng sinh học.